Nếu như mà chúng ta đã nói một chút về cái hiện tại đó, hình ảnh của Cún Tóc Lô gây được ấn tượng rất là nhiều với khán giả, thì hãy quay trở lại với câu chuyện của Ngọc Anh của thời điểm về trước. Thì cái chặng đường mà khi mà chị sang nước ngoài để định cư cùng gia đình, có lẽ là tạm để lại cái hào quang để bắt đầu một cái hành trình mới. Ba A là dừng năm 2000 và Ngọc Anh có thêm vài năm nữa để lập nghiệp lại cái phần solo của mình. Thật ra lúc mình ra đi thì đã đang trên cái hào quang của một người ca sĩ hát dòng nhạc Phú Quang. Lúc đó thì nhạc sĩ Phú Quang không thích Ngọc Anh đi. Thế nhưng mà phải nói là có những cái ngã rẽ chúng ta đều không bao giờ có thể biết trước được. Nó cứ thế là nó trôi đi. Và để bây giờ khi mình ngồi đây, mình quay ngược trở lại 17 năm qua, thì mình thấy được là mình có nhiều điều hơn là mình mất. Trên hành trình của cuộc đời, không phải là cảm giác đến đích mà là mỗi chặng hành trình mà chúng ta đi qua, thì có thể thấy là với chị Ngọc Anh thì có những cái giai đoạn mà em cảm nhận được là chị lựa chọn nó theo cái sự cảm tính, cảm nhận của mình hơn là một cái suy nghĩ mang tính logic của lý trí. Và trong chiếc hộp này có rất là nhiều cái câu hỏi của khán giả thắc mắc về Ngọc Anh. Xin mời chị có thể chọn bất kỳ một câu hỏi nào. Vâng. Một thời điểm trong quá khứ mà Ngọc Anh mong ước quay trở lại nhất. Có nhiều thứ mình không muốn quay trở lại, chứ không phải là mình muốn quay trở lại. Trong cuộc sống chúng ta có 3 thứ quan trọng, đó là gì? Sức khỏe là 1 này, tình yêu là 2 này, 3 là cơm áo gạo tiền, đúng không? Thì có lẽ là cả 3 thứ mình đã đều phải trải qua rồi. Sức khỏe thì cũng đều phải mổ xẻ đủ thứ. Ơn trời mình đã qua được. Tình yêu, hôn nhân cũng vỡ tan, rồi lại được hạnh phúc trở lại. Cơm áo gạo tiền cũng đã gặp qua đến tận đáy của sự khó khăn. Khi mà có những câu hỏi bắt mình quay ngược trở lại thì làm cho mình khá là giật mình. Bởi vì mình rất là sợ nghĩ về quá khứ. Dù là niềm vui hay là nỗi buồn ấy, thì mình cũng không muốn nghĩ đến. Bởi vì nếu mà là nó là vui thì mình muốn thì nó được lại trở lại đúng vui như thế, thì không bao giờ có được nữa cả. Đôi lúc một câu hỏi hay là một bài hát hay là một giai điệu hay một cơn gió nhẹ thôi, mình cũng cảm thấy là nó đưa mình về quá khứ được. Nhưng mà mình luôn luôn cố gắng là để mình không bị tắc ở trong quá khứ. Nếu được chọn lại của 17 năm trước thì Ngọc Anh có ra đi không? Ngọc Anh nghĩ rằng là những gì mình đã phải trải qua, mình lại cảm thấy rằng là nó đã cho mình được nhiều cảm xúc hơn. Những cái trải qua chính là cái mà để tô luyện rồi cho con người của mình nó trở nên vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Và bởi vì là con người của mình có thể là lại thích những cái gì đấy cảm giác mạnh hay sao ấy. Em thấy mấy câu trong đây có vẻ nó hơi cảm xúc nhiều quá. Thôi để em hỏi đi. Điều mà làm cho chị cảm thấy vui nhất ở thời điểm hiện tại thì đó là gì? Cái vui nhất ở hiện tại, mà thân mình này còn sức khỏe, gia đình còn đang yêu thương nhau, mình vẫn còn cha mẹ, đó là cái mà mình yêu quý và mình đang nâng niu nhất. Thế thì thêm một câu hỏi vui vui nữa, dạo gần đây thấy Ngọc Anh đẹp hơn xưa rất nhiều, Ngọc Anh đã làm điều đó như thế nào? Có phải chăng là câu hỏi trước nó chính là câu trả lời của câu hỏi này? Tâm của mình vui hơn thì mình đẹp hơn. Mình cảm thấy như vậy. Mình cố gắng là mỗi một ngày mình luôn luôn mỉm cười để mình hướng con người của mình đến những điều tốt đẹp nhất. Mình yêu thương được mọi người nhiều nhất có thể, và mình học được cách yêu thương cả bản thân mình nữa.
Thì có lẽ là như vậy mà mình được mọi người khen là trẻ hơn. Rồi cái gì mọi người nói là cái gì nhỉ? Cái gì ngược, lạ lão hóa ngược. Nhiều khi mình cũng vui lắm. Vậy là những con đường mình đi như vậy là nó đã đúng. Thế thì trước khi khép lại cái phần đầu tiên này, thì khán giả rất là muốn gặp lại hình ảnh của Ngọc Anh ngày xưa. Và lần này sẽ là một sự ngẫu hứng, chưa có một cái sự tập luyện nào trước đó với lại. Nhưng mà nếu hôm nay trên hàng mi, trên bờ môi và trong những